có bạn hỏi mình là con sùng và con đương dừa tự nha phải không? Thì như bạn thấy là con sùng nó có chân và con đương dừa thì nó không có chân ha. Hôm nay mình đi bắt sùng với lại đương dừa nhưng mà mình không có quay lên, tại vì khi quay á tốn rất là nhiều thời gian, còn chỉnh sửa sau đó up lên nhưng mà không có ai coi hết á.